Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Rồi và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với video là khui hàng cho các bạn xem là trong cái đợt hàng này thì mình sẽ về những gì nha. Thì nói chung là trong cái đợt hàng này mình về chủ yếu là lồng nha các bạn. Và mình về thêm một vài mẫu lồng mới cũng như là những cái mẫu lồng mà các bạn hay ủng hộ bên mình nữa. Đấy, đấy, như các bạn thấy nè, thấy không? Toàn là lồng không luôn, ba thùng toàn là lồng không. Thì lồng thì mình về là có lồng lớn, lồng vừa với lại lồng đại luôn. Đấy, ba lồng này thì ba thùng này thì nó đều có hết. Rồi mình đã soạn ra sơ sơ để mà kiểm tra hàng thôi chứ chưa mình chưa có lấy ra hết nha các bạn. Bên kia là có lồng đại luôn nè. Bên này thì mình có về thêm cái mẫu nhà tắm mới và một bao cát. Bao này hình như là 50 kg. Đấy, một bao cát tắm thơm nha các bạn. Đấy. Thì cát thì mình đã review rất là nhiều cho các bạn xem rồi. Cát trắng có mùi thơm bình thường. Ở dưới này là mình có về thêm sâu nhỏ, sâu lớn nè, sâu chung, này sâu chung nha, với lại là sâu nhỏ nè và mày răng viên. Rồi bên này là thùng lồng đại. Đấy, lồng đại thì mình đã hết hàng hình như cũng mấy tuần cả tháng rồi đó và hôm nay nó về lại nha. Ở dưới này là lồng hoàng tử loại lớn nè, bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem luôn. Đây là lồng hoàng tử loại lớn. Thì cái lồng này á thì các bạn có thể nuôi hai bé thì nó sẽ thoải mái. Ok, bề dài của nó thì khoảng 25-26 cm. Đấy, thì các bạn nuôi hai con rất là thoải mái. Bề rộng của nó thì khoảng 20 cm. Còn bề cao thì có khoảng đâu đó là 20-30 cm á. Cỡ đó, tí nữa mình ráp và mình review sao cho các bạn. Thì nó có màu xanh nè, màu hồng, màu xanh biển, màu hồng và màu nâu. Còn đây là nắp lưới của nó. Thì cái lồng này thì nó cũng có đầy đủ phụ kiện luôn, bình nước, chén ăn, đồ các thứ các kiểu luôn nha. Các bạn nuôi hai con rất là ok, rất là thích hợp luôn á. Nó có lầu đồ cho mấy con chuột chơi luôn. Còn bên này là lồng hoàng tử loại vừa thôi chứ không phải là lớn. Các bạn có thể nuôi một đến hai con cũng ok. Các bạn muốn rộng thì có thể mua lồng hoàng tử lớn. Còn muốn vừa vừa thì mua cái mẫu này. Mẫu này chiều dài của nó là 20 cm, chiều rộng của nó thì khoảng đâu đó là 17 cm nha các bạn, khoảng 17-18 cm. Chiều cao của nó thì có khoảng 20-mấy cm đó, mình không nhớ cho lắm. Rồi, cái mẫu lồng hoàng tử nhỏ này thì nó cũng có đủ bình nước chén ăn rồi luôn. Đấy, rồi tầng rồi giống như cái mẫu kia thôi, nhưng mà nó kích thước của nó nhỏ hơn một tí. Nó có màu xanh biển nè, rồi màu cam nè. Đây. Đó, mình khui sơ sơ ra để kiểm hàng thôi. Màu xanh biển, màu cam, màu hồng. Còn cái này là lồng ngũ sắc, các bạn đã biết rồi đúng không? Mình đã về rất là nhiều lần rồi. Và giá lồng ngũ sắc kỳ này thì nó có giảm nha các bạn. Kỳ trước thì 110, kỳ này thì mình giảm còn 100.000 một cái, chẳng 100 luôn. Và nó có chén ăn, bình nước và một cái vòng chạy luôn. Đây, thì ráp lại mình vừa quay vừa ráp thì nó hơi khó. Đây, đại khái là ráp lại thì nó sẽ như thế này nha. Và cái mẫu lồng này á, các bạn nuôi được một con thôi nha. Và không nuôi được hamster bia nha các bạn. Hamster bia thì nó khá là to nên các bạn không nuôi được. Cái mẫu này các bạn nuôi một con sẽ thoải mái cho cái con chuột của bạn. Nuôi hai con thì nó khá là chật nha các bạn. Rồi, đây, có màu cam, màu nâu, màu xanh biển, xanh lá, đã, hình như không có màu hồng, mình không biết có màu hồng không nữa. Nói chung là có đại khái là những cái màu đó nha. Ở dưới này là cái tấm lưới nè, lưới của lồng hoàng tử, với lại lồng gì nữa đó, mình không có coi kỹ. Rồi, còn bên này là cái mẫu lồng nắp trong suốt nha các bạn, mẫu lồng này khá là đẹp luôn á. Để một tí nữa mình ráp và mình sẽ gọi là review cho các bạn xem kỹ hơn nha. Đây. Rồi, mình review bên đây xong rồi. À dạ, rớt một cái lồng hoàng tử nó bị rớt nè. Rồi qua bên này mình sẽ review lồng nắp. Đây cũng là mẫu lồng nắp trong suốt luôn, nhưng mà cái size lớn nha các bạn. Cái size này khá là lớn, các bạn có thể nuôi khoảng 3 đến 4 con chuột hamster dòng nhỏ. Và các bạn cũng có thể nuôi bia luôn nha. Bề dài của nó khoảng 26-27 cm. Còn bề rộng của nó thì khoảng 20-21-22 gì đó, khoảng đó. Đây, đấy. Cái mẫu này thì mình thấy khá là đẹp luôn. Để một tí nữa mình ráp mình review kỹ thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Ở cái mẫu này thì nó cũng có tầng, có bình nước, chén ăn đầy đủ luôn. Đó, một tí nữa mình ráp rồi mình sẽ review kỹ cho các bạn xem. Rồi qua bên này thì đợt này mình sẽ có về thêm một cái mẫu nhà tắm mới nha các bạn. Đây là cái mẫu bồn tắm nha. Đó, siêu sang chảnh cho mấy con chuột nó tắm luôn. Thì cái mẫu này thì mình thấy khá là to. Những con bia nó cũng tắm vừa nha các bạn. Bia vừa vừa thì có thể là tắm vừa luôn đó. Thì một cái như thế là giá là 32.000 nha. Đấy, giá hiện tại là 32.000. Các bạn nào mà nuôi mua nhiều thì mình sẽ giảm cho các bạn chút đỉnh đó nha. Rồi, thì nhựa đồ rất là bền luôn. Mấy con chuột thì xài một thời gian chắc chắn nó sẽ cạp, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ lâu hư. Đấy, khá là lâu hư vì nhựa nó khá là dày luôn. Đó, rồi sử dụng cái nhà tắm này thì các bạn vệ sinh đồ cũng khá là dễ dàng. Dành cho những bạn nào mà thường xuyên cho mấy con chuột nó tắm đồ đó. Thì đây là một cái mẫu màu xanh biển nè. Rồi màu cam,
màu xanh biển, màu cam. Rồi ngoài ra thì nó còn có màu hồng, màu xanh biển, màu cam nữa nè. Đấy, thì nói chung là có 3 màu cơ bản như thế này nha. Rồi bên này sẽ là lồng đại đó, hoặc là cái lồng siêu to khổng lồ đó. Đây, cái lồng này thì nó sẽ không có phụ kiện gì hết, mà nó chỉ cần tặng kèm cho các bạn một cái bình nước chân không với lại một cái chén ăn lớn thôi. Đây, kỳ này nó về là màu xanh biển, màu hồng với lại màu đen. Đó, các bạn nào thích màu đen thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Màu đen á, thì mình sẽ phối với cái tấm lưới màu trắng nha, cho nó gọi là bớt bớt đen một tí. Đó, rồi đây là cái combo mà tặng kèm theo các bạn nè, những cái móc để mà các bạn móc cái lồng với lại cái đế vào với nhau nè. Đó, với lại một cái chén ăn lớn, size lớn luôn, và một cái bình nước chân không thôi. Còn các bạn mà muốn đồ chơi đó thì các bạn có thể mua ở ngoài và để vào. Bề dài của nó thì khoảng là 45-47 cm, khoảng 47 cm. Còn bề rộng thì khoảng đâu đó là 26 cm nha. Khoảng 26, bề cao thì cũng khoảng 26-30 cm á, khoảng đó. Thì các bạn có thể nuôi khoảng 4 con chuột hamster loại nhỏ sẽ rất là thoải mái, các bạn có thể để đồ chơi đồ vào thêm. Còn bia thì các bạn có thể nuôi khoảng 2 đến 3 con thì sẽ thoải mái nha. Đây là nắp lưới của nó nè. Đấy, nắp lưới sơn đồ khá là đẹp luôn. Rồi xuống dưới này là một số viên mày răng các bạn. Đây là cái viên mày răng loại dẹp như thế này. Đó. Cái loại này thì mình thấy nó sẽ xài nó bền hơn cái loại dây, vì cái loại dây có mấy con chuột nó hay giật giật các bạn, nó sẽ dễ bị đứt. Hôm nay cũng loại viên luôn, nhưng mà viên nó bầu bầu như thế này. Thì một viên á, hiện tại giá hiện tại là 13.000 một viên. Các bạn mua 2 viên thì mình tính các bạn là 12.000 một viên nha. Một viên thì các bạn xài rất là lâu luôn. Và những viên này thì dành riêng cho hamster, cho nên là các bạn đảm bảo sức khỏe cho mấy con chuột khi mà nó mài răng. Rồi và đây là sâu loại chung nha các bạn. Sâu loại chung giá 10.000 một bịch. Đó, mình chưa vào bịch nhỏ là mấy 10.000 một bịch nha. Bịch lớn thì mình này thì mình chưa có vào. Đây là sâu nhỏ nè. Rồi. Ok. Rồi và đại khái như vậy nha các bạn. Thì đợt này mình về lồng với lại các tấm đồ. Đấy, lồng thì mình về thêm vài mẫu, mình review cũng chi tiết cho các bạn rồi. À, đây là cái tấm bảng mà mình để ở trước nhà mình á. Đây. Nhưng mà hôm nay thì mấy hôm nay nhà mình sơn lại cho nên là mình tháo mình để đây. Đó. Thấy không? Các bạn mình để trước nhà. Đây là số điện thoại nè. Còn đây là Facebook của mình nè. Các bạn lên Google và các bạn gõ chữ A cộng với lại cái tên nó thú cưng, không có dấu, là nó sẽ ra cái trang fanpage của mình luôn. Hoặc là các bạn vào cái đường link ở phía dưới. Rồi đây là con bia huyền thoại. Đó. Còn đây là cái con sóc của mình. Các bạn này mình tự thiết kế luôn nha. Rồi, cái logo cũ nè. Rồi đây là các bạn để mình để trước nhà, để những bạn nào mà ghé nhà mình á thì các bạn thấy cái bảng đi mà vào mua luôn. Và sau một thời gian thì cuối cùng thì mình cũng đã ráp xong những cái mẫu lồng mà trong đợt này mình về.
Đây còn hai chiếc mình chưa ráp kịp nè, bây giờ mình sẽ review nha. Nói chung là mình ráp hết luôn rồi đó, ráp hết tất cả những mẫu lồng mà trong lần này mình về rồi. Đầu tiên là cái mẫu lồng hoàng tử là lớn này các bạn, đấy ráp xong thì rất là xinh, rất là đẹp luôn. À, bên này là một cái mẫu lồng hoàng tử nhưng mà loại bừa, hồi nãy mình có nói qua đó, nó cũng đầy đủ phụ kiện đồ chơi đồ giống con chuột luôn nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn một tí. À, đây nữa nè, đây là một mẫu lồng màu xanh, cũng là hoàng tử loại bừa luôn nha các bạn. Rồi và trong này đó chính là cái mẫu lồng mà nắp trong suốt, đây cái nắp của nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây dở lên thì nó như cái này đó, nó một có một cái mái rất là đẹp luôn. Cái nhà của nó thì cũng đẹp hơn những cái mẫu lồng thường nữa. À, còn queo phụ kiện đồ thì mình thấy cũng bình thường thôi, mà nó khác cái kiểu khác một tí thôi. Đấy, lồng khá là to, các bạn nuôi có thể nuôi khoảng 2 đến 3 con dòng Winter Wild, dòng nhỏ nhỏ thì cũng ok nha. Rồi bên này là mẫu lồng nắp trong suốt nhưng mà size lớn. Đây, size lớn thì cái cửa của nó là cái cửa vuông như thế này và có hai cái móc khóa luôn. Rồi, nội thất bên trong sẽ như thế này nha. Cái tầng của nó thì hơi khác một tí. Đó. Bên trên thì nó sẽ có hai cái quai sách như thế này để giúp thân bằng cái lồng khá là ok luôn, các bạn có thể sách đi khắp nơi luôn. Rồi, nhà thì nó cũng giống như là cái nhà của mẫu lồng hoàng tử lớn thôi. Còn nắp bên trên thì nó cũng to hơn một tí nè. Đấy. Bên trên cái tầng thì nó cũng khá là đơn giản như thế này, có cầu tuột, có chén ăn, bình nước, queo, đồ chạy được cho mấy con chuột luôn. Đó. Thì tất cả những mẫu lồng này thì đều lắp ghép được hết nha. Đấy. Cho nên là nó rất là thuận tiện. Đây là ba chiếc mẫu lồng ngũ sắc nè. Lồng ngũ sắc mình đã review cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Ngoài này thì là cái mẫu lồng đại, mình ráp được một chiếc để ở nhà bán nè. Đấy. Rồi, đây mình sẽ review bên trong nó có gì. Đây, một chén ăn lớn và một cái bình chân không tặng kèm. Rồi mình mới ráp luôn đó. À, thì hồi nãy mình đem mấy cục mài răng này lên trên kho mình để á, thì ở đây tự nhiên nó còn sót là một viên các bạn. Đấy, rồi cái viên này thì nó nằm kế bên cái lồng luôn. Đó, vì thế là khi các bạn mua cái mẫu lồng này, bạn nào mà nhanh tay lẹ chân các bạn mua mẫu lồng này thì mình sẽ tặng cho các bạn một viên mài răng như thế luôn. Đấy, có giá trị là 13.000. Đấy, mình sẽ để đây nha. Các bạn nào nhanh tay lẹ chân mà lấy cái mẫu lồng đại này đầu tiên thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái viên mài răng nữa luôn. Đó, viên khá là to, các bạn xài rất là lâu luôn nha. Các bạn có thể máng lên cái thành sắt như thế này. Đấy, thì con chuột nó sẽ mài răng, khi nào răng nó dài nó sẽ tự động mài nha các bạn. Rồi, chén ăn bình nước thì đầy đủ nha. Đó, các bạn nào nhanh tay lại chân thì mình sẽ tặng kèm cái viên máy đá mài răng cho các bạn luôn. Rồi, lồng thì nó cũng có cái quai sách lên như thế này cho các bạn sách rồi, rất là tiện lợi luôn, tháo lắp rất là tiện lợi luôn nha. À, còn cái kệ của mình á, thì hiện tại thức ăn nè, rồi mùng cưa nén, các Ấn Độ, các bút đi, gỗ nén, mùng cưa thơm, nói chung là đầy đủ hết. À, bên này là có queo nhựa nè. Đó, queo nhựa thì giá kỳ này nó lên một tí 28.000 khử mùi. Rồi mài răng viên mình đã sắp vào rồi nè. Đấy, 13.000 hồi nãy mình có nói đó, các bạn nào mà mua hai viên trở lên mình giảm còn 12.000. Đồ chơi đồ thì còn khá là đầy đủ, đồ chơi gỗ thì cũng còn ít thôi nha các bạn. Có xích đu nhà 2 tầng rồi thôi. Rồi, trên này là lồng vòm với lại lồng mini nè, lồng vòm nè, lồng mini. Đó, các bạn nào mua thì có thể ghé ủng hộ mình. Rồi chén ăn các thứ các kiểu luôn. Rồi bình nước rồi đầy đủ nha, thức ăn dặm nè. Thức ăn dặm nói chung là đầy đủ hết. Đó. Bên này thì mình có về thêm một vài loại thức ăn nữa. Đây. Sau thì nãy mình review rồi, dưới thùng này thì mình có về thêm rất là nhiều thức ăn dặm luôn. Mình chưa có phân ra bịch nhỏ, các bạn nào mua thì có thể ghé ủng hộ mình nha. Khoảng ngày mai mình sẽ phân ra bịch nhỏ nữa. Đó. Có cái loại cá cua sợi nè, yến mạch nè. À, phía dưới này là cái gì là mình quên nè, hình như là cái gì gà đó, trứng gà hay là cái gì đó, bánh trứng gà gì đó. Đây mình để khui ra cho các bạn xem luôn. Đây, cái này là cái gì gà mình quên mất tiêu, bánh gà hay là cái gì đó các bạn. Đó, cũng là thức ăn mới luôn nha, mới nhập vào shop mình. Đó, rồi vài hôm mình phân ra bịch 10.000 bán cho các bạn nha. Rồi đây là bánh gì nè, bánh ngũ sắc hay là cái gì nè, viên tròn tròn như thế này. À, hướng dương cũng có luôn nha, hướng dương có luôn, phô mai sữa có luôn. Rồi ok, và video của mình sẽ tạm ngưng ở đây nha. Và các bạn nào cần mua hàng nữa thì có thể inbox vào cái đường link fanpage mình sẽ để ở dưới phần mô tả và phần bình luận luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể gọi là mua hàng qua Shopee cũng được, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn nha. Rồi và các bạn cần mua hàng thì ghé ủng hộ mình nha. Các bạn xem video mà ủng hộ mua hàng, ủng hộ mình là mình rất là vui luôn á. Đó. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem. Và các bạn có những cái ý tưởng gì mới á, thì có thể bình luận ở phía dưới và mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn luôn nha. Rồi và xin chào các bạn và hẹn gặp lại nha. Bye bye.